cả nhà ơi hôm nay cùng ăn sáng mì tôm với xuân nha à, thì à, bữa nay xuân mua mì tôm ở trên mạng đó thì à, đặt được gói mì tôm hảo hảo đó cả nhà đi đâu xa cũng đưa cái, cái cái mùi hương vị mì tôm đó là xuân vẫn ghiền à cả nhà ơi ở à, sáng nào xuân cũng ăn vậy nè thích ăn như vậy đó cái uh, bỏ rau vô nữa ăn rất là ngon vừa ăn vừa coi phim đó cả nhà sau khi ăn xong rồi thì lại là nhiệm vụ buổi sáng của xuân đó là nấu cơm đó cả nhà cứ lay quay quay với cái căn bếp như vậy thôi à, nếu như mà cảm giác cái kinh của xuân không hay cả nhà cũng thông cảm cho xuân nghe à, tại vì á, xuân cũng chỉ có ở trên lầu như vậy thôi à có gì quay đó cho cả nhà xem xuân rửa hành lá xong rồi nè thì xuân bữa nay xuân nấu cái món á là hấp không à thịt hấp rồi bông cải hấp luôn. Nấu canh thôi, canh bí gợ. Canh bí đỏ chứ. Nấu với tiêu đó cả nhà. Rồi bây giờ thịt này nè, Xuân sẽ đem đi rửa. Rửa cho nó sạch đó cả nhà, mà trước khi rửa thì Xuân sẽ làm cái bí uh, uh, cái bí đỏ trước nè Mình sẽ gọt ra trước rồi mình mới làm tới thịt đó cả nhà, cho nó dễ. Đây, cái trái bí bi bí đỏ của xuân nhà xuân mua á được nửa trái đó cả nhà thì bây giờ xuân sẽ cắt ra phân nửa rồi đem đi mình nấu canh còn phân nửa mình để dành đó ngày mai ngày mốt mình nấu tiếp bữa nay bí này nó ngon lắm Cuộc sống của Xuân chỉ có ở trên lầu như vậy thôi. Ai lấy chồng á thì nhằm chị em á được ra ngoài buôn bán á thì nó vui hơn. Còn nhằm người giống như Xuân như vậy đây đặc điển hình là Xuân thôi chứ chừng không có nói ai hết nha. Thì Xuân qua lấy chồng bên đây thì nó cũng cỡ 13 năm rồi đó. Mà Xuân cũng ở trên lầu như vậy thôi hà, chứ Xuân cũng không có được xuống lầu đâu. Tại vì mình là người Việt đó. Nhằm khi cái tiếng nói chắc nó không mấy người ta không thích mình đó cả nhà. có chồng thì nó thương nên Xuân mới ở đây lâu như vậy ấy, chứ còn không chắc Xuân cũng về lâu rồi à, đây thì biết gỡ bí đỏ này nè Xuân cắt hơi dày dày nha cả nhà chứ ở đây á, nhầm khi á, nó buồn lắm con mà đi, con cái của Xuân mà đi học hết rồi Xuân có một mình trên lầu à lây quay qua dạt dẹp này dọn dẹp cái kia nhưng mà nhà nó rất vẫn bừa bộ mà cả nhà ơi chứ không phải là Xuân không dẹp đâu nhưng mà nó như vậy đó hình như là người hoa ở bên đây cái gì họ cũng để vui vui đó, đó. xuân hồi đó qua dẹp đẹp bớt rồi đó xuân không phải dám chê nhưng mà chắc nhà của xuân nó như vậy hay sao xuân thích ăn bí gỡ đó. bự bự như vậy nè bí đỏ nó bự bự như vậy nè hồi ăn nó nó mình nấu á nó bự bự ăn nó ngon mình dầm ra mình ăn cũng được nữa ăn với cơm á xuân thích ăn như vậy đó cái gỏi này nó nhanh chín lắm cả nhà kỳ này xuân mua cái trái này nhìn thấy ngon lắm 13 năm xuân có không biết xuân hy sinh cái gì nữa cả nhà mà 13 năm của xuân là chỉ lay quay với hai đứa con của xuân thôi lỡ lấy chồng rồi thì phải lấy phải theo thôi chứ nhầm khi á, mình cũng chồng nó thương thì đỡ nhầm khi nhầm chị em chồng không thương á, còn khổ nữa xuân ở trên lầu vậy đó chứ xuống dưới lầu á, là anh em chồng má chồng hay là cái gì á, họ không có thích đâu nên xuân thường thường ở trên lầu như vậy nè xuân nấu cơm cho con xuân ăn xuân cũng không có nấu cho ba má chồng hay anh em chồng xuân ăn nữa tại vì họ nói người món việt nam mình á, cái cái tay mình nấu nó không có ngon tại vì mình là người việt ăn không hợp khẩu vị với họ nên là xuân chủ yếu là xuân nấu cơm cho con xuân ăn thôi à mà cả nhà thấy xuân nấu á, lâu lâu hồi cũng chút xíu diệt, hồi chút xíu của người hoa đó cả nhà cái thân lá hành lá này nè xuân để hồi xuân nấu với canh luôn cho nó thơm đó cả nhà bắt đầu bây giờ là xuân rửa cái này xong rồi là xuân bắt đầu qua cái cái món thịt nè xuân chế biến luôn cho sẵn rồi một hồi cái mình nấu cho nó nhanh đó cả nhà không phải xuân lên mạng mà xuân uh, tâm sự cái này cái kia nhưng mà nhằm khi nó buồn á cái mình xuân làm youtube này nè để cho nó cảm giác nó bớt cái áp lực của xuân đi rồi lên mạng á uh, nói chút xíu chút xíu vậy cho nó cảm giác nó vui á xuân tạo niềm vui cho xuân đó cả nhà bây giờ có con rồi thì làm sao mà bỏ con mình được phải không cả nhà nên thành ra là sự hy sinh thôi chứ nhầm anh thì nhầm anh nhầm chị nói hả vậy thì bỏ mẹ cho rồi đi xin lỗi nghe nói hơi hơi ấy nhưng mà là mình có con rồi mình không có bỏ được đâu xuân là con xuân xuân bỏ không được nên thành ra là xuân cứ ở như vậy thời gian rồi từ từ chứng minh cho họ thấy rằng là mình có tốt hay mình có xấu đó cả nhà xuân giờ xuân hy vọng ha con xuân lớn nè nó thành tài là xuân mừng rồi tại vì con xuân á nó, nó thành tài thì mình cũng chứng minh cho những người xung quanh thấy rằng là con lai diệt đi chăng nữa thì mình vẫn là uh, cháu nó vẫn giỏi đó là niềm kiêu hãnh của xuân như vậy đó cả nhà thịt này xuân cắt ra nè xuân bị bầm bữa nay là bầm nha cả nhà rồi bắt đầu hấp Đó, xuân xay thịt xong rồi thì xuân quay qua đây nè xuân rửa cái uh, uh, cái tấm thớt này xong rồi xuân mới bỏ lên cho nó gáo rồi quay qua cái xuân sẽ ướp gia vị trong cái thịt bằm đó rồi xuân hấp thôi à cả nhà ơi cái món này là của người hoa họ thường thường hay ăn vậy đáng lý là họ sẽ cho trứng gà nữa nhưng mà bữa nay xuân không có cho trứng gà tại nhà là hai đứa con của xuân nó hò nên xuân không có chờ xuân chỉ hấp thịt với bột bắp á rồi mình sẽ bỏ nêm nếm gia vị nước tương nè à, bột ngọt không không có bột ngọt muối rồi à, chút xíu à, bột niêm á cả nhà chút xíu thôi muối nước tương của tại vì nước tương của xuân nó hơi nhạt nên xuân cho muối Nhằm khi nước tương mặn á thì xuân sẽ không có cho à, muối đâu thường thường xuân hay làm vậy là lấy cái nắp đây là mình cho xuân đông rồi xuân rửa lại á cả nhà xuân không biết cả nhà như thế nào xuân hay làm như vậy lắm nó quen rồi mình ước được ước lượng được cái cái gia vị á cái căn bếp này á, là cái căn bếp giả chiến luôn á xuân về ở cái nhà ở dưới á, thì anh em họ bán còn ở trên lầu thì xuân á uh, xuân chỉ ở rồi để cho anh chừng nào xuân có tiền thì xuân mới mua nhà đó cả nhà cái này chai dầu ăn nữa này cho chút xíu dầu ăn vô nữa miếng nước nữa hồi nãy xuân xay á xuân xay thịt xuân nó coi cho nước vô rồi thường hay hấp như vậy đó hấp thì thường thường thôi hay hấp là ba chục phút đó cả nhà bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha và mình để bên đây cái món này thì làm nó nhanh bữa nay nó nhanh gọn lẹ còn cái thịt này thì xuân sẽ cho chút xíu muối để mình hồi mình nấu canh đó nấu canh bí gợ, lại nữa nói sai nữa canh bí đỏ ướp qua ướp lại như vậy nè quay qua quay lại nè bây giờ là xuân làm được hai món rồi đó cả nhà thì cái nồi nước thì xuân nấu bên đó một hồi xuân mới bỏ cành vô thì bắt đầu xuân sẽ đi kiếm cái bông cải xanh nè video nào xuân cũng làm cái bông cải xanh nè hết á tại vì con gái xuân có thích ăn bông cải xanh nhiều á nên xuân hay mua cái này về ăn con trai con cũng vậy nữa À, thì bây giờ cái bông cải này Xuân sẽ cắt ra Xuân không có cắt mỏng nha Xuân cắt hơi hơi cái cuốn cái cuốn của nó đó Cái bắt đầu mình sẽ ngâm với muối Rồi uh, chút xíu bột bột gạo hoặc bột mì đó cả nhà Mình ngâm, ngâm cỡ 5 phút á Đây cả nhà thấy Xuân ngâm rồi nè Hồi nãy giờ rồi nè đó, Nó ra những cái chất dơ đó mình ngâm 5 phút thôi Sau đó thì Xuân sẽ bỏ ra cái gỗ và Xuân rửa lại Cho nó sạch đó Cả nhà thấy nó cũng màu xanh khác rồi đó Đây bây giờ Xuân sẽ uh, cắt ra từng cuốn từng cuốn nhỏ nhỏ nè Mình ăn theo cái 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 dừa của mình á Thích cắt nhỏ hay cắt lớn còn là tùy theo gia đình của mình nữa Bông cải xanh nó nhầm nơi á bán ba đô, 3 đô mã Nhìn nơi nó bán còn đô gửi à cả nhà không biết sao kỳ vậy đó rồi cái nồi canh của Xuân nè à, nó đã sôi rồi đó Thì bây giờ á, Xuân sẽ cho cái bông cho bí đỏ vô Cho bí đỏ vô nè Xong rồi Xuân niêm nếm gia vị á cả nhà Mình nêm nếm gia vị vô cho nó vừa hợp với mình Hồi nãy Xuân có cho tiêu vô nữa đó tiêu á, cho ba bốn hộp tiêu vô Xuân đập dập Xuân cho vô luôn cho nó ăn nó me nó nó cũng ấm người á cả nhà quay qua quay lại he cái nồi canh của xuân ấy, nó đã chín rồi đó nhưng mà xuân phải niêm niếm lại đã niêm nếm coi là lấy xuân lấy cái cọng hành nè cọng hành lá hồi nãy đó xuân đem bỏ ra vớt ra rồi bây giờ xuân sẽ niêm niếm rồi xong mới cho cái hành lá cắt khúc 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 hồi nhảy nhỏ nhỏ đó vậy đó, cho nó cho cho nó nhiều nhà xuân thích ăn cái hành lá như vậy đó Nó thơm nữa Xuân nêm nếm thì chắc vừa khẩu vị của Xuân rồi à, Bắt đầu là Xuân sẽ Cho chút xíu tiêu á Nếu cả nhà cho thêm tiêu thì cho tiêu nha Tiêu nó cho nó thơm Rồi Xuân tắt bếp rồi đó Rồi Xuân sẽ Lấy cái nồi này xuống nè Nồi canh xuống nồi canh xuống xong rồi xuân sẽ bắt cái nồi nước lên để xuân luộc cái à, bông cải xanh đó cả nhà đó buổi sáng của xuân là như vậy đó xong rồi là bắt đầu tới à, cử chiều Cứ quay qua quay lại với cái căn bếp như vậy thôi à, nếu cả nhà thấy cái kênh của xuân à, được thì hãy à, ủng hộ cho xuân nhé à, cũng tạo cái kênh để xuân à, có à, có thêm thu nhập đó cả nhà chứ ở trên lầu ghế đó nó buồn quá hả à.